Superstar Orient. Trải qua bao nhiêu thế hệ, hơn 20 năm trong nghề thì công ty cũng rất là mệt mỏi về vấn đề nhân sự. Thậm chí hãng tới bây giờ cả hơn 200 người làm việc mà cũng không phục vụ được khách hàng tận nơi tận chốn. Và công ty đầu tư cả hàng triệu đô la để đưa vô cái công nghệ mới, nó gọi là Superstar App. Thì cũng giống như là mình đi đi theo cái công nghệ của những đàn anh, đàn chị của như Amazon, Alibaba, eBay, đại khái vân vân. Thì bây giờ mình cải tổ lại thì nó work 24 hours a day, không mệt mỏi, không than, và lúc nào cũng đợi Superstar Orient để order. Thì bây giờ nó có 6 bước, cũng giống như mấy bạn vô order của United or Delta or những hãng máy bay nổi tiếng trên thế giới, thì nó cũng có 6 tới 7 bước để mình hình thành. Thì công ty đã ra những cái app, là thí dụ như bước số 1 thì các bạn click vô app, nó có những cái function giống như là những cái collection nào các bạn muốn. Thì nếu mà bước số 1 đó là đăng nhập vô cái app của Superstar để collect những cái màu nào bạn muốn, thí dụ như là bên công ty có 4 cái collection. Cái thứ nhất là 216 màu, cái thứ hai là 128 màu, cái thứ ba cast eye 60 màu, và cái thứ tư nữa là color changing 36 màu. Thì các bạn mới click vô đây. Thì khi mà click vô đây đó, nó dẫn các bạn qua cái bước thứ hai, nó gọi là select những cái màu nào bạn thích. Sau khi các bạn select những cái màu nào bạn thích xong rồi, bắt đầu các bạn mới continue đi qua cái bước số 3. Cái step thứ 3 này là các bạn check lại quality, nghĩa là cái quality này là hiển thị kêu là mấy bạn order bao nhiêu chai của màu số 4 và màu số nào whatever mà bạn muốn thì collect vô. Thì khi mà bạn collect vô, confirm là mình phải check out ra là ok, mình collect là 40 item. Thì 40 item đó là cái giá 10 đồng, thí dụ như là 10 đồng một chai thì 40 cái là 400 đồng. Thì nếu mà everything là ok rồi, mình gọi là mình bấm cái nút proceed to check out. Thì khi mà mình bấm proceed to check out đó, nó dẫn cho bạn tới cái address information của các bạn. Thì address information thì các bạn điền hết thông tin của bạn xong thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa là shipping address của bạn có correct hay không. Thì bắt đầu mới bấm vô là lay the orders. Thì khi mà lay the order xong đó, qua bước thứ 5 là mình check lại một lần nữa là make sure cái đơn hàng mình ok, mình không có make the mistake, mình không có cấm sai, và mình bắt đầu mình make the payment and then complete the order. Thì nó rất là đơn giản. Thì những người kỹ sư technical support, technical engineer của mình làm việc ngày đêm để làm ra một cái app này as soon as possible để chuẩn bị phục vụ các bạn trong đời sống. Và các bạn không cần phải gọi điện thoại tới công ty nữa, not anymore. Và customer service ở bên đây 24 tiếng 24 sẽ trả lời và help cho quý vị thắc mắc bất cứ những câu hỏi nào ở trên cái app này. Thì đặc biệt ở Danny là đặc biệt trong ngày mà tháng sau khi mà khai trương của cái app của Superstar thì các bạn có rất là nhiều promotion cho các bạn trên toàn thế giới. Nói chung là khi thí dụ giống như là mấy bạn mà order gọi phone, example đi, các bạn order gọi phone của một cặp này, thí dụ giống như là các bạn phải trả là 8 đồng, nhưng mà các bạn mà order trên app đó, các bạn chỉ trả có 6 đồng thôi, hoặc thậm chí là còn rẻ hơn nữa. Thì nguyên nhân tại sao mà hãng introduce cái app này đi ra là bởi vì là hãng không còn dùng nhân sự lên tới 500-700 người, cả ngàn người nữa. Thì cái nhân sự đó là thay thế rằng là save money both ways, có nghĩa là save money cho hãng và save money cho Superstar Orient. Mà các bạn cũng không có confused là nhân viên ở trong hãng có viết sai cái order không, có nói đúng sự thật hay không. Và làm như vậy á, để tiết kiệm cho cả hai bên. Nhưng mà đó là lý do hãng mới đầu tư hàng triệu đô la để đi ra những cái công nghệ mới. Thì
Danny cũng thay mặt cho công ty Superstar cảm ơn quý vị đồng hương đã ủng hộ cho công ty suốt thời gian qua. Thank you so much for watching video.